Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Tổng thống Nga tuyên bố sẽ bắn hạ F-16 phương Tây gửi tới Ukraine. Xe tăng Abrams thứ 5 của Mỹ bị phá hủy ở Ukraine. Ukraine bắn hạ 26 UAV của Nga, giao tranh ác liệt nhất ở Donetsk. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của Ukraine khi Nga sắp tiến công dọc tiền tuyến. Chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine có nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Bây giờ là tin chi tiết. Theo một tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, Nga không có toan tính với bất cứ quốc gia NATO nào và sẽ không tấn công Ba Lan, các quốc gia Baltic và Cộng hòa Séc. Nhưng nếu phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, thì chúng sẽ bị lực lượng nước này bắn hạ. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã làm dấy lên cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Phát biểu với các phi công không quân Nga, Tổng thống Putin cho biết liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng về phía đông hướng về phía Nga kể từ sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Dù vậy, Moscow không hề có kế hoạch tấn công một quốc gia NATO nào. Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin cho biết Nga không hề có ác ý đối với các quốc gia khác. Kịch bản mà chúng tôi sẽ tấn công các quốc gia khác hay Ba Lan, các quốc gia Baltic và Cộng hòa Séc hoàn toàn là vô căn cứ. Thật là một sự ngớ ngẩn, ông Putin nói thêm. Điện Kremlin đã cáo buộc Mỹ chống lại Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine tiền bạc, vũ khí và tình báo, đồng thời cho rằng mối quan hệ với Washington có lẽ chưa bao giờ tồi tệ hơn. Khi được hỏi về những chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa hẹn gửi tới Ukraine, Tổng thống Putin cho biết những chiếc chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Đồng thời, Tổng thống Nga cũng cho rằng F-16 có thể sẽ mang theo vũ khí hạt nhân và nếu những chiến đấu cơ này được sử dụng ở sân bay tại các nước bên thứ ba, thì chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga ở bất cứ đâu chúng có thể hiện diện. Tuyên bố này của Putin chỉ vài giờ sau những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba về việc F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. Ukraine hiện bước vào năm thứ hai trong cuộc xung đột toàn diện với Nga, đã tìm kiếm F-16 trong nhiều tháng qua. Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan là một trong những quốc gia đã cam kết hỗ trợ F-16 cho Ukraine. Một liên minh các quốc gia cũng đã hứa hẹn sẽ giúp đào tạo các phi công nước này trong việc sử dụng chúng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc xe tăng Abrams thứ 5 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở thành phố Avdiivka tại Ukraine. Trước đó, 4 xe tăng Abrams do lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng cũng đã bị quân đội Nga phá hủy kể từ đầu năm nay. Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 3. Đối phương đã bị mất 95 quân nhân, 3 xe tăng, mà trong đó có một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bộ binh, 9 ô tô cùng 2 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 khẩu pháo D-30. Cùng ngày, thì ông Sergei Lesnev, cố vấn của thống đốc vùng Orel của Nga, chia sẻ trên Telegram rằng xe tăng Abrams của Mỹ đã bị máy bay không người lái cảm tử của Nga phá hủy. Ông cho biết thêm, cuộc tấn công xảy ra gần làng Berdichi thuộc quận Yasinovatsky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hôm 20 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 4 xe tăng Abrams do lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng cũng đã bị quân đội Nga phá hủy kể từ đầu năm nay. Xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã xuất hiện ở tiền tuyến Ukraine vào cuối tháng 2, giữa lúc Kiev nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga sau khi thành phố Avdiivka bị thất thủ. Một lô 31 xe tăng M1 Abrams đã được Washington cam kết cung cấp cho Kiev vào đầu năm 2023, trước thời điểm Ukraine tiến hành phản công. Tuy nhiên, tới giữa tháng 10 năm 2023, Mỹ mới hoàn thành giao xe tăng cho Ukraine. Một máy bay quân sự của Nga đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol của bán đảo Crimea hôm 28 tháng 3. Ông Mikhail Razvozhaev, thống đốc Sevastopol cho biết, phi công đã thoát ra ngoài an toàn và được lực lượng cứu hộ vớt lên. Ông nói thêm, không có hư hại cho cơ sở dân sự sau vụ việc. Trước đó, kênh Telegram đưa tin, một chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã rơi gần Sevastopol. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Reuters dẫn thông cáo hôm 28 tháng 3 của Không quân Ukraine cho biết, 26 UAV của Nga
bị bắn hạ ở nhiều khu vực thuộc miền Đông, miền Nam và Đông Nam nước này. Không quân Ukraine lưu ý thêm, các lực lượng Moscow cũng sử dụng một số loại tên lửa trong đợt tấn công đêm ngày 27 tháng 3, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thống đốc vùng Zaporizhia viết trên kênh Telegram rằng, hai phụ nữ đã bị thương khi các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một khu dân cư ở thành phố thủ phủ của vùng. Theo các công tố viên ở vùng miền đông Kharkiv, một nhà hàng, một cửa hàng và các văn phòng đã hư hại do mảnh vỡ từ ba chiếc UAV bị phá hủy. Trong một báo cáo cập nhật tình hình xung đột đăng tải cùng ngày trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, quân Nga đang tập kích ở 6 khu vực tiền tuyến khác nhau, trong đó dữ dội nhất ở mặt trận Novopavlivka thuộc vùng Donetsk, miền đông đất nước. Cụ thể, thì các khu vực tiền tuyến như Severchina, Solovhanskina, đông bắc Ukraine, các lực lượng Moscow duy trì sự hiện diện ở khu vực biên giới, tích cực oanh tạc nhằm ngăn chặn quân đội Kiev đột kích vào các khu vực dễ bị tổn thương và tăng mật độ bãi mìn dọc theo biên giới giữa Ukraine với tỉnh Belgorod của Nga. Ở tiền tuyến Kupiansk, phía Nga không thực hiện một cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, ở mặt trận Liman, binh lính Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Kiev gần các khu định cư Bilohorivka thuộc vùng Luhansk và Terni thuộc vùng Donetsk. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lui vụ tập kích đó của đối phương. Ở chảo lửa Bakhmut thuộc vùng Donetsk, quân Kiev đã ngăn chặn thành công 4 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Ivanitske và Andriivka. Quân Ukraine còn khiến 14 vụ tập kích của các lực lượng Moscow tại mặt trận Avdiivka thất bại. Giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt nhất ở làng Novopavlivka thuộc Donetsk khi 67 vụ đụng độ được ghi nhận trong 24 giờ qua. Nhà chức trách Ukraine khẳng định vẫn đang cầm chân đối phương gần các khu dân cư Novomikhailivka và Heorivka. Ở mặt trận Orkiv, binh lính Nga với sự hỗ trợ của máy bay đã 4 lần tấn công hàng loạt vị trí của Ukraine gần các khu định cư Staromayoske thuộc Donetsk và Robotin thuộc Zaporizhia. Quân Nga cũng được nói liên tục tìm cách đẩy lui binh sĩ Ukraine khỏi bờ đông sông Dnipro nhưng bất thành. Báo Pravda của Ukraine dẫn lời Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, quân Kiev đang tiếp tục gây tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương. Chỉ trong 24 giờ qua, họ đã nhắm bắn 10 khu vực tập trung binh lính và khí tài của Moscow, phá hủy một hệ thống phòng không, một trạm tác chiến điện tử, 3 trạm kiểm soát UAV và một số cơ sở quan trọng khác của Nga. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Theo Economist, Nga đang chuẩn bị cho một đợt huy động lực lượng khác nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn tiếp theo, trong khi Ukraine đang phải đối mặt với một loạt vấn đề. Mùa xuân bắt đầu có thể mang đến những khoảng nghỉ trong giao tranh giữa các lực lượng của Nga và Ukraine. Thời tiết ấm hơn đồng nghĩa với việc cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng điện và khí đốt của Ukraine sẽ không đến mức không thể chịu được. Cùng với thời tiết thì bùn lầy có thể khiến việc quân đội di chuyển trở nên khó khăn hơn trong một tháng. Điều đó sẽ cản trở các đợt tấn công của Nga dọc tiền tuyến trải dài khắp phía đông và phía nam Ukraine. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, người ta lo ngại rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn mới giống như năm ngoái. Trong khi đó, thì khả năng cầm cự của Ukraine lần này có vẻ kém chắc chắn hơn nhiều so với trước đó. Đây là lý do tại sao Kiev cần khẩn trương huy động thêm quân đội và xây dựng hệ thống phòng tuyến vững chắc hơn. Không khó hiểu khi Ukraine đổ lỗi cho phương Tây về tình cảnh khó khăn của mình hiện nay. Bận rộn với các vấn đề Trung Đông, những cuộc bầu cử sắp tới và những khó khăn về kinh tế, các đối tác phương Tây của Ukraine đang bị phân tâm. Quyết định của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ của chính quyền Tổng thống Biden cho Kiev đang tác động đến tiền tuyến và các thành phố của Ukraine. Binh lính nước này đang buộc phải hạn chế số lượng đạn pháo, trong khi Nga lại có số lượng đạn pháo với tỷ lệ khai hỏa gấp 5 lần. Hơn 150 UAV và tên lửa được phóng vào Ukraine chỉ trong một buổi tối tuần trước. Nhưng Ukraine đang cạn kiệt phương tiện đánh chặn, đặc biệt là những loại có thể tiêu diệt những nhân tố xâm nhập nguy hiểm. Sự bế tắc của Mỹ cũng có nguy cơ khiến Nga xuyên thủng phòng tuyến còn thiếu sót của Ukraine. Châu Âu cũng không khá hơn là bao.
bất chấp những tuyên bố gay gắt từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga phải bị đánh bại. Dù vậy thì trên thực tế, Pháp cung cấp hầu như rất ít phương tiện quân sự cho Ukraine để biến điều đó thành hiện thực, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từ chối hỗ trợ tên lửa tầm xa Taurus. Châu Âu đã không thể đáp ứng mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong tháng này, mặc dù Cộng hòa Séc đang lùng sục khắp thế giới để bù đắp sự thiếu hụt trên. Tiền cũng là một vấn đề. Song Ba Lan, Pháp và một số nước khác đang cố gắng ngăn chặn hoạt động xuất khẩu nông sản quan trọng của Ukraine để bảo vệ nông dân của họ. Bản thân Ukraine cũng có những vấn đề riêng của mình, mà đầu tiên là vấn đề lực lượng. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn nhắm vào các vị trí của Ukraine trong những tháng gần đây. Chiến thuật này cho thấy không quân Nga đã thích nghi với những hạn chế của chính mình, trong khi Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn để nhắm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, trong khi vẫn giữ an toàn cho các máy bay tấn công. Chiến thuật này cho thấy Nga đã thích nghi với những hạn chế của mình và điều đó đã giúp Nga giành được những bước tiến mới trên chiến trường gần đây. Bom lượn cho phép lực lượng Nga tấn công các vị trí kiên cố từ khoảng cách xa hơn pháo binh mà không khiến máy bay chiến đấu phải mạo hiểm đi vào vùng bao quát của hệ thống phòng không Ukraine. Những thiếu sót về độ chính xác được bù đắp bằng sức mạnh hỏa lực tuyệt đối bởi những quả bom này có thể nặng tới 3 tấn. Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với những mối đe dọa như vậy, phần lớn là do thiếu tên lửa phòng không. Giữa lúc viện trợ từ phương Tây ngày càng nhỏ giọt, các chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine cuối cùng có thể sẽ mất thêm lãnh thổ và nhân lực giàu kinh nghiệm. Việc sử dụng bom lượn đem lại nhiều lợi thế cho quân đội Nga. Họ vẫn đang học hỏi và đưa ra các giải pháp giúp lực lượng của mình tiến lên bất chấp một số vấn đề mà họ gặp phải với tác chiến chiến hào trước đây. George Barros, trưởng nhóm tình báo không gian địa lý và là nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định. Các máy bay Nga mang bom lượn có thể thả loại vũ khí này từ xa thay vì ngay phía trên mục tiêu như bom trọng lực thông thường. Điều này giúp giảm nguy cơ máy bay lọt vào tầm ngắm của lực lượng phòng không của đối phương. Thời gian bay ngắn, tín hiệu radar nhỏ và quỹ đạo phi đạn đạo khiến bom lượn rất khó bị đánh chặn. Ukraine từ lâu đã cảnh báo rằng chúng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng và thực tế trong vài tháng qua đã chứng minh điều đó. Trong một báo cáo công bố tuần trước, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng lực lượng của Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển và không điều khiển nhằm vào các vị trí ở hậu phương và tiền tuyến của Ukraine kể từ đầu năm 2024. Nga đã tăng cường tấn công bằng bom lượn trong những ngày cuối trước khi Ukraine để mất Avdiivka, nhắm vào các mục tiêu mà pháo binh không thể vươn tới. Cuối cùng, Nga đã chiếm được thành phố này, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong gần một năm qua. Theo ông Barros, phía Nga đang hiểu rõ hơn cần phải tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào thời điểm nào và mức độ nào để làm cạn kiệt nhanh nhất hệ thống phòng không của Ukraine. Khi phòng không Ukraine bị hạn chế, Nga sẽ sử dụng máy bay cánh cố định để thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn. Nếu Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn, họ có thể ngăn chặn đối phương sử dụng bom lượn bằng cách buộc máy bay mang chúng phải cách xa chiến tuyến hơn, ông nói. Ở Avdiivka, Nga vẫn đang tiếp tục sử dụng bom lượn có sức công phá cực lớn nhằm vào các công sự của đối phương. Thay vì độ chính xác, các chuyên gia cho rằng số lượng các cuộc tấn công bằng bom lượn khiến tinh thần của binh sĩ Ukraine khó có thể đứng vững và điều này có thể tác động đến tương lai. Ông Barros cho rằng Ukraine vẫn có thể kiểm soát không phận trên chiến trường. Nhưng nếu khả năng phòng không của Ukraine ngày càng bị suy giảm, có thể cần phải xem xét các kịch bản nguy hiểm trong tương lai khi không quân Nga có thể hoạt động trên bầu trời Ukraine mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gariliuk ngày 18 tháng 3 cho hay,
máy bay Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine trong gần 3 tháng qua. Con số này cao hơn nhiều so với năm trước. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc sản xuất một số loại đạn dược đang gia tăng. Trong số này có cả bom FAB-500 nặng nửa tấn, FAB-1500 nặng 1 tấn rưỡi và bom FAB-3000 nặng 3 tấn. Tất cả đều có thể gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất để biến chúng thành bom lượn. Nga đã tìm ra một chiến thuật hiệu quả nên nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại bom lượn. Theo ông Justin Wrong, một chuyên gia về không quân tại Viện Nghiên cứu Rusi có trụ sở tại Anh, nhiều quả bom lượn của Nga đang được thả ở khoảng cách lên tới 50 km hoặc xa hơn phía sau chiến tuyến, khiến Ukraine khó có thể tấn công những máy bay này bằng các hệ thống phòng không hiện có, ngoài hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Bom lượn thường được sử dụng nhằm vào các mục tiêu cố định, nghĩa là chúng đặc biệt có tác động mạnh ở những khu vực xảy ra giao tranh lâu dài như ở Avdiivka, nơi các vị trí của Ukraine tương đối dễ bị phát hiện. Điều đó khiến việc lập kế hoạch tấn công bằng bom lượn vào các mục tiêu cố định trở nên khá thực tế. Chúng chứa nhiều chất nổ so với đạn pháo hoặc tên lửa, đặc biệt là những quả bom nặng 1 tấn rưỡi, ông Brown giải thích. Cũng chính vì vậy mà những quả bom có tác động tâm lý lớn hơn so với pháo binh. Để giảm các mối đe dọa từ bom lượn, Ukraine cần tăng cường đáng kể các máy bay đánh chặn phòng không cũng như đạn pháo. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần nói rằng kho vũ khí phòng không hiện có của Ukraine không đủ để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc bắn phá không ngừng, đồng thời liên tục kêu gọi các đối tác viện trợ thêm. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể phá vỡ bế tắc khiến gói viện trợ bổ sung cho Ukraine bị trì hoãn nhiều tháng. Điều này khiến các viện trợ quân sự cấp thiết, bao gồm khả năng phòng không và đạn dược như tên lửa Patriot, chưa được chuyển cho Ukraine. Tuần trước, Nhà Trắng nhấn mạnh việc Mỹ cung cấp thêm khí tài phòng không cho Ukraine là rất quan trọng. Theo các chuyên gia, không chỉ có sức mạnh của bom lượn Nga còn có lợi thế lớn về pháo binh. Yếu tố này kết hợp với kho vũ khí ngày càng cạn kiệt của Ukraine và tương lai mờ mịt của các gói viện trợ từ phương Tây đang khiến cục diện chiến trường diễn ra theo hướng bất lợi đối với Ukraine. Nếu không được Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung, rất khó để Ukraine tránh được nguy cơ mất thêm lãnh thổ, nhất là khi Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa hè, ông Brang nói. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.